Vào chơi với ông Dậu nhưng mà bụi quá. Chạy đến đây lại gặp mấy ông thợ đá lại bụi mù ấy nữa này. Mai thì ông Dậu lại có mặt ở đây. Ông Dậu bảo mai nhưng hình như là mai ngày không đẹp hay sao ấy. Vừa em ngồi đấy mà. À định bảo hôm nay lên nhưng mà hôm nay ngày không đẹp nên để mai. Nên xem khuôn bao không biết thế nào. Không, chỉ trong tháng này rồi, tháng đầu tháng sau thôi. Không được bao lâu nữa rồi. Giờ cứ vỡ là đi. Ôi em chở đi gầy lắm rồi. 87 rồi anh báo. Luyến tiếc gì nữa. Vâng. Mình chỉ cần được 77 thôi anh ạ. Cứ lên đến đầu 7 đấy. Cứ lên được đến đầu 7 là họa rồi. Lăn ra là ngách là ngon thôi.